Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Tương lai Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội thứ 13 Tác giả Tiến sĩ Hà Văn Hải Không còn bao lâu nữa Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ họp đại hội để bầu lại ban chấp hành trung ương. Bộ Chính trị chọn người lãnh đạo đảng trong nhiệm kỳ tới. Tiền hội nghị có thể xảy ra một lần nữa, khóa 12A, vì vấn đề nhân sự. Con số 19 ủy viên Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương được xem là con số lý tưởng nhưng có thể tụt xuống còn 15. Đây là quyền quyết định của ban chấp hành trung ương họp kiến. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng vẫn mong muốn có đủ 19 ủy viên để Bộ Chính trị có một lực lượng nhân sự mạnh là điều kiện để giữ đảng, hay đúng hơn là muốn có đủ nhân sự trong chiều hướng thân Trung Cộng. Tiến sĩ Hà Văn Hải, tương lai Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội 13 tứ trụ triều đình trong kỳ họp tới rất quan trọng cho đảng Cộng sản Việt Nam. Vì phe thân Tây Phương đang vận động thay đổi do nhìn thấy đảng Cộng sản Trung Hoa đang ở trong tình trạng tứ bề thọ địch trong khi đảng Cộng sản Việt Nam không thể hoãn binh với chiến thuật đu dây như trước đây. Việt Nam phải thay đổi vì tình trạng kinh tế đang gặp quá nhiều khó khăn. Đây là mối lo ngại hàng đầu của phe Nguyễn Phú Trọng. Trọng không lo theo Tây Phương thì mất đảng. Bởi vì hiện nay Nguyễn Phú Trọng có quá nhiều kẻ thù sau vụ đốt lò để xoán đoạt tài sản và chia chác cho phe nhóm của Trọng. Một khi mất quyền lực thì tài sản sẽ lọt vào tay chủ mới như từng chứng kiến cái gương Nguyễn Tấn Dũng mà chứng trọng là đao thủ. Gia tài và các trương mục kết xù của Nguyễn Phú Trọng ở ngoại quốc do Trọng thu tóm được trong hai nhiệm kỳ ngồi ở ghế tổng bí thư đảng. Có bằng tay đỡ đầu của Tập Cận Bình. Trọng từng nói, nếu chúng ta chống lại Trung Quốc thì chúng ta đã không thể an tâm họp đảng ngày hôm nay. Qua bốn tốt và mười sáu chữ vàng. Sự việc hiển nhiên, Nguyễn Phú Trọng thề sống chết với đảng Cộng sản và vẫn coi Hoa Kỳ là kẻ thù. Bằng chứng là khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam gặp Kim Jong-un, thì Trọng đã trốn qua Campuchia để lánh mặt. Tuy nhiên, do áp lực các định chế và cơ sở kinh doanh Hoa Kỳ ở Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đã phải trở về để ký hợp đồng mua máy bay Boeing nhưng đã hơn một năm vẫn chưa có tiền đặt cọc. Đã vậy, chồng lại mang tiền đi mua vũ khí của Nga Xô rồi còn cho Nga mướn hải cảng Cam Ranh, cho Trung Cộng nuôi cá ven vịnh Cam Ranh. Thêm vào đó, viện bảo tàng tội ác mỹ ngụy vẫn còn duy trì ở Hà Nội để cho du khách quốc tế tham quan, chiêm ngưỡng thành quả đánh Mỹ là đánh cho Nga Xô cho Trung Quốc. Theo điều lệ đảng, thì kỳ đại hội này, Nguyễn Phú Trọng phải bị thay thế vì giới hạn nhiệm kỳ và tuổi đã cao. Do đó, Trọng phải vận động tìm người thay thế, theo đúng chủ trương của Tập Cẩm Bình và trung thành với đảng, thành phần nhân sự các ứng viên cho vị trí tổng bí thư thường được chọn trong số 4 người xếp hàng đầu của nhiệm kỳ trước ba ứng viên thay thế có thể sẽ là Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Trần Quốc Vượng. Cả ba đã quá 65 tuổi vào tháng 9 năm 2020. Nên người được chọn vào ghế tổng bí thư sẽ được miễn tuổi và hai người còn lại sẽ phải nghỉ hưu. Đối với Nguyễn Xuân Phúc, người Việt tị nạn gọi là danh hài, trụ đèn biết đi, hiện có tài sản con cái tại Hoa Kỳ được đảng Dân Chủ Hoa Kỳ ưu đại thì nay đã hết thời. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân có hỗn danh là Đào Thương của Nguyễn Tấn Dũng từng đi học ở Texas chắc chắn sẽ bị loại vì đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng chấp nhận một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước là đàn bà. Vậy thì chỉ còn Trần Quốc Vượng là sáng giá. Nhưng đây lại là vật trở ngại cho Nguyễn Phú Trọng. Đó là Trọng không thể điều khiển được Vượng. Khi Vượng làm chủ tịch nước, vì Trần Quốc Vượng thân thiết với tướng công an Nguyễn Hữu Vinh, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Sáu Hưởng, Tổng TT2 trước đây, bà Vượng lại là nhân sự cật ruột của Sáu Hưởng khi Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng. Có phải đó là quả báo của việc đốt lò? ghế thủ tướng cộng sản việt nam có thể lọt vào tay con bài sáng giá phạm bình minh đương là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao biết thông thạo ngoại ngữ và có dịp tiếp xúc với nhiều lãnh tụ các quốc gia trên thế giới kể cả hoa kỳ nhưng không biết có lọt được vào vòng chung kết do tập cẩm bình tuyển chọn hay không vì phạm bình minh là con ruột của nguyễn cơ thạch từng chống lại chính sách của tàu cộng về sau, làm đại sứ cho Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, New York, đã bị thanh toán trong một vụ tai nạn xe cộ ở Việt Nam. Ngoài Phạm Bình Minh thì có Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng và Vương Đình Huệ. Thay thế Nguyễn Thị Kim Ngân trong chức vụ Chủ tịch Quốc hội, có hai nhân vật là Trương Thị Mai hoặc Phạm Minh Chính. Bà Mai là phụ nữ có nhiều triển vọng, trong khi Phạm Minh Chính lại là người của Trọng, thuộc phe Trung Cộng. Vấn đề nhân sự, các ứng viên cho tứ trụ triều đình, từ bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, đến ghế Thủ tướng, người ta thấy có hai phe rõ rệt. Một là phe thủ cựu, quyết sống chết với đảng, chịu ân mưa móc của họ tập và hai, là phe cấp tiến nhìn thấy nguy cơ đến từ đảng Cộng sản Trung Quốc đang tứ bề thọ địch, thiên tai triền miên và đang bị thế giới cô lập. Trong khi, tại nội địa Trung Hoa, thì Trung còn phải đối diện với áp lực đến từ các dân tộc Mông Cổ, Tân Cương, Ngô Duy Nhĩ, Tây Tạng, lại thêm các nỗ lực tranh đấu của Pháp Luân Công với hơn 100 triệu thành viên. Đó là chưa kể đến 7 triệu người dân Hồng Kông và 22 triệu người dân Đài Loan. Cộng sản Việt Nam bây giờ không thể đu dây. Các cán bộ trẻ của Cộng sản Việt Nam, các tướng lãnh thế hệ thứ hai đã nhìn thấy sự ấu đả trong đảng để tranh giành ghế và giành quyền lợi chắc chắn phải xảy ra. Nếu phe trọng thắng, trong khi Trung Cộng đang bị thế giới tẩy chay, bị cô lập kinh tế sẽ đi tới tình trạng suy sụp và thiếu đói thực phẩm. Một số kinh tế gia, gia dự đoán xác suất là 60% sẽ có cuộc bạo loạn xảy ra tại Trung Quốc và đảng Cộng sản Trung Cộng sẽ sụp đổ như ở Liên Xô vào năm 1989. Phe đổ mới sẽ có cơ hội vùng lên, chiếm lại thế chủ quyền cho một Việt Nam tự do như Ukraine đã làm trước đây. Không biết vai trò của người Việt Nam quốc gia ở trong nước cũng như hải ngoại sẽ là gì? Họ có chuẩn bị gì chưa? Nếu chưa thì bao giờ mới có? Mai Quốc Việt xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương